Thôi thôi, thôi giúp anh một tay với, nặng quá. Ủa, nặng thế. Đúng là mệt xỉu luôn. Mà cái gì đây to thế anh tiểu thúi? Em không biết à? Đây là xe đạp cun. Xe đạp cun? Đúng thế. Làm thế nào để có được xe đạp cun? Thì đơn giản lắm. Em chỉ cần uống sữa cun này, xong rồi sưu tập thẻ, rồi đem thẻ đi đổi là em sẽ có một cái xe đạp cun thôi. Wow, bao nhiêu thẻ thì đổi được cái xe đạp cun mà anh tiểu thúi? Cái này thì anh chỉ cần duy nhất một thẻ cun là có thể đổi được cái xe đạp rồi. Hả? Anh đừng có xạo. 24 thẻ mới đổi được bình nước giữ nhiệt cun, 36 thẻ thì đổi được ba lô chống cụ cun. Vậy mà anh nói một thẻ đổi được xe đạp, ai mà tin? Thế thì em lại không biết gì rồi. Em đúng là kém cỏi quá. Thế em chưa bao giờ nghe tới thẻ xe đạp cun à? Chưa. Nó như thế nào? Đây này, thẻ xe đạp cun là cái thẻ như thế này này. Đó, biết chưa, biết chưa? Nhận thẻ này có uy lực thật. Nhưng mà anh cũng phải may mắn lắm cơ. Chứ thẻ này làm gì mà dễ có được, đúng không anh tiểu thúi? Công nhận là anh cũng may mắn đấy. Nhưng mà có phải một mình anh đâu. Anh thấy là có rất là nhiều bạn đã trúng xe đạp mà. Wow, nhiều bạn trúng xe đạp hả anh tiểu thúi? Ừ. Mở ra xem là thẻ xe đạp này như thế nào anh tiểu thúi. Em hồi hộp quá. Nhẹ tay thôi, không thì xước cái xe đạp của anh. Trời ơi, có em kỹ lưỡng như thế này mà xước được. Anh hồi hộp quá. Không biết là nó có đẹp được như trong hình không nhỉ? Trong hình đẹp ơi là đẹp. Wow, nó có màu đỏ luôn này, đã ghê. Từ từ, bình tĩnh. Wow. Các em nhìn này, đã chưa này? Nó còn đẹp hơn cả trong hình luôn đó anh tiểu thúi. Bây giờ mình phải khui ra mình mới biết được. Với lại là hình như là còn phải lắp ráp nó lại nữa thì phải. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ dễ thôi. Một mình anh cũng thể lắp được. Thôi em phụ anh lắp nha. Ok. Cùng với sự giúp sức của anh tiểu thúi thì chị cũng đã lắp xong cho mình một cái xe hết sức xịn sò. Cho mình gì mà cho mình, đây là xe của anh mà, đừng có mà nhận vơ, đi xuống đi. Nhưng mà bình nước của em mà. Cái bình nước màu đỏ này đặt lên cái xe màu đỏ đúng hợp luôn. Hợp chứ. Nhưng mà anh cũng có bình nước màu đỏ, em lấy bình nước của em đi về đi. Lấy. Đấy, các em có thể thấy là cái xe của anh rất là đẹp đúng không nào? Mặc dù cái bánh của nó không to lắm nhưng mà có một điểm hết sức thú vị là nó có những cái đề can phản quang này. Và một cái này thì đi vào ban đêm thì nó sẽ phát sáng ấy, rất là đẹp luôn. Wow. Xịn thật đấy, mà anh tiểu thú nhìn em đây. Đây là trên sân thượng, đừng có mà đi. Cẩn thận. Nhưng mà công nhận nó hợp với dáng em đúng không anh tiểu thú? Không hợp một tí nào, dáng của em xấu lắm. Không ngồi lên chiếc xe này không hợp đâu. Xe đẹp như thế này mà để em ngồi đúng là uổng phí. Nào, tính ra. Trường rèn luyện sức khỏe không lại em. Nhưng mà anh còn chưa được ngồi lên cái xe này. Bây giờ để anh đi chán á, xong rồi anh cho em mượn. Đi chán thì cũ mất chứ còn à. Anh tặng em luôn đi. Nhưng mà bây giờ anh mà tặng em ấy thì các bạn nhỏ các bạn ấy lại ganh tị với em cho mà xem. Ai bạn nhỏ nào, các bạn nhỏ ai cũng yêu thương em mà, đều muốn anh cho em thôi. Thôi được rồi, bây giờ em gọi mấy đứa ra đi, để xem có ai chịu không. Ok. Xe đạp cách cách tôi vẫn chưa về. Đường thì tôi chơi bời, còn tôi vẫn cứ đứng đợi. Wow, xe thì đẹp thế. Ghê không? Mấy đứa biết xe của ai không? Xe của chú ấy, dì Thơ chỉ mượn thôi. Nhưng mà có một điều chú muốn hỏi mấy đứa này. Bây giờ ấy, dì Thơ đang muốn xin xỏ cái xe này của chú. Mấy đứa có đồng ý không? Thôi chú đừng cho dì Thơ cho con đi chú. Đừng cho dì Thơ cho con đi. Thôi đủ rồi. Bình tĩnh. Bây giờ ai cũng muốn chiếc xe đạp cun này đúng không? Dạ. Khó đấy nhỉ. Chỉ có một cái xe đạp mà có biết bao nhiêu người thế này. Em có ý kiến. Ý kiến gì? Cho người lớn tuổi nhất. Không. Không. Như thế thì nên nhường cho người nhỏ tuổi nhất. Nhưng mà cũng không nên. Bởi vì bây giờ ấy,
mình sẽ chơi theo truyền thống. Đấy. Chơi gì? Anh sẽ tổ chức ra một trò chơi. Như mọi người cũng biết đấy, bởi vì anh là một người rất là hào phóng. Đấy. Khi mà anh có thể sưu tập được cái xe này thì anh nghĩ rằng anh cũng có thể sưu tập được nhiều chiếc xe cool khác. Cho nên là anh quyết định là sẽ dùng cái xe này trở thành một phần quà dành tặng cho bạn nào mà thắng cuộc trong trò chơi của anh đặt ra. Ý kiến gì? Thi nấu ăn không? Không. Anh nghĩ ra một trò này hay hơn. Có ai biết trò trốn tìm không? Dạ biết. Biết hết rồi đúng không? Dạ. Thế thì chơi trốn tìm thôi. Ai mà tìm được trước nhất thì người đó được cái xe đạp đúng không? Không. Bây giờ anh sẽ bịt mắt, mọi người sẽ phải trốn. Anh nhắm mắt thôi, có phải là bịt mắt nó dê đâu mà bịt mắt? Thì anh nhắm mắt, anh úp mặt vào tường ấy, xong rồi mọi người chỉ việc đi trốn thôi. Okay. Ai mà trốn được lâu nhất, anh phát hiện ra cuối cùng ấy, thì người đó là người chiến thắng và giành được chiếc xe này. Đấy, cái phạm vi trốn của chúng ta là nằm trong khuôn viên vườn của chị Thơ. Thích trốn ở đâu thì trốn, trong vườn, trong nhà cũng được. Ok luôn. Bắt đầu chơi đi, chờ thôi. Mọi người tự tin chưa? Nghĩ ra chỗ trốn của mình chưa? Đúng rồi. Ok, chơi luôn. Chơi luôn. Vô cái. 1, 2, 3, go. Tiếp theo thì anh sẽ đếm đến 100. Mọi người sẽ có khoảng thời gian đó để đi trốn. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ai không nhanh mở mắt đi tìm nha. Tôi bắt đầu đi tìm đây. Ủa? Hả? Cái gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một phát hiện lý thú. Ở đây chúng ta có một bông hoa. Nhưng mà bông hoa này chưa nở thì phải. Có vẻ không được tươi tàn lắm. À, bông hoa đã nở rồi. Thật là kỳ thú quá. Linh, chết. Đừng có tưởng là giả dạng thành bông hoa này chú không biết nha. Có vẻ như là bạn Linh không biết chơi thì phải. Mình trốn ở đây thì chắc chắn bọn sẽ không phát hiện đâu. Anh vừa có một phát hiện lý thú em ạ. Không. Oh my God. Phú chết. Hay đi nấp kiểu vậy em hả Phú? A few moments later. Hả? Rồi xong. Hai bà này đi trốn mà còn nói chuyện, xong rồi cười đùa với nhau nữa. Hai người chết luôn nhá. Phát hiện được cả hai cùng một lúc một ổ. Ôi trời, phát hiện được cái gì vậy? Trời ơi là trời. Đã bảo đi trốn mà phải im lặng, tự nhiên đi trốn xong cười nói, cười đùa với nhau thì ai mà chả biết. Thế này còn gọi gì là trốn tìm nữa. Thôi xuống đi. Mấy cái người này đúng là chả biết chơi gì cả. Xuống đây. Trần đời này anh chưa bao giờ thấy một cái nhóm nào mà chơi trốn tìm chán như cái nhóm này cả. Chơi như thế này thì làm sao mà xứng đáng nhận được xe đạp cool của anh. Anh hỏi thật nhá, mấy bạn có biết chơi trốn tìm không vậy? Biết. Thế thì lần cuối cùng chơi trốn tìm là khi nào? Lâu lắm rồi chú ơi. Thật là đáng buồn cho các bạn ấy quá. Chắc là các bạn ấy đánh mất tuổi thơ mất rồi. Có mỗi trò trốn tìm thôi mà cũng quên không biết cách chơi nữa. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ hướng dẫn lại cho các bạn này. Linh ấy, đừng có nghĩ rằng mình hòa mình vào thiên nhiên thì sẽ không ai phát hiện ra. Chú không phải là trẻ con đâu, hiểu chưa? Dạ. Còn Phú ấy, đừng tưởng là mình không nhìn thấy người ta thì sẽ không ai thấy mình. Phải trốn một chỗ nào kín đáo một tí chứ. Hai đúng. Cái bà này nữa, ở đấy mà đúng. Chơi trốn tìm gì mà cứ bô cái mồm ấy. Trời ơi, nghe tiếng thôi là biết ở đâu luôn rồi. Nó nhỏ xíu. Bây giờ anh sẽ cho các bạn ấy một cơ hội lại. Chứ nếu mà như thế để giành được xe đạp của anh thì đơn giản quá. Bây giờ mình sẽ chơi một cách hoành tráng hơn, xịn sò hơn, okay, nghiêm túc hơn. Làm cho cái game này trở nên khó hơn và khiến cho anh phải đau đầu khi mà đi tìm các bạn. Ok luôn. Ok chưa? Okay. Bây giờ ấy, mọi người hãy nghĩ trong đầu của mình cái vị trí nào ở trong khu đất này
khiến cho mọi người cảm thấy nó là nơi kín đáo nhất, an toàn nhất. Em nghĩ ra rồi. Nghĩ ra rồi đúng không? Em sẽ nấp ở dưới gầm giường. What the hell? Em có bị ngu không? Vậy em nghĩ ra là nghe nói ra nữa. Em có nơi khác rồi anh. Ok, đừng nói nha. Đừng nói nha, mấy đứa tí nữa mấy đứa nó trốn cùng vào một chỗ thì không hay, hiểu không? Bây giờ mà phát hiện cả hai người cùng một chỗ ấy, thì hai người không thể nào chung cái xe đạp được, biết chưa? Rồi sẵn sàng chưa? Bây giờ mọi người uống hết cái hộp sữa cun của mình đi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, bây giờ tôi sẽ đếm nha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ai không nhanh mở mắt đi tìm. Ta-da! Ta-da! Wow. Lần này thì các bạn ấy có vẻ là trốn khá là nghiêm túc đấy. Cái gì kia? Hả? Gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lại gì nữa vậy? No. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Có một cái cây trong một cái vườn. Trời ơi là trời. Đúng là đen linh với khác. Con đã biến thành cái cây mà chú vẫn tìm ra con à. Trời ơi, con là đen linh chứ không phải là đen vô đâu. Chú nghĩ làm thế là chú không phát hiện ra. Dạ. Thôi, con chết rồi, đi. Đi vào đây đi, đứng ngoài đấy làm gì cho nắng. Ở đây có quá trời thẻ quà tặng cun này. Wow. Nhưng mà không được, mình không nên lấy. Như vậy là ăn trộm ăn cắp. Lần này mấy đứa có vẻ trốn kỹ thật đấy. Chán quá, tìm mãi chẳng thấy ai cả. Linh ơi Linh, con có biết mọi người đang trốn ở đâu không? Con biết chứ. Thế thì nói cho chú biết đi. Không, con không nói đâu, nói cho chú là chơi gian. Thôi mà nói đi. Xong rồi chú sẽ cho con một thẻ siêu quyền năng của cun. Wow. Con chẳng có 2 thẻ siêu quyền năng rồi à? Bây giờ thêm một thẻ này nữa của chú là con có 3 thẻ, là con sẽ đổi được một 3 lô chống gù cun. Hợp lý không? Wow. Con sẽ không nói cho chú biết là có người đang. Ok. Này, con lấy. À! Phát hiện ra Uyên Liên Thuyên đang trốn ở dưới này. Uyên chết. Linh, có phải em nói cho chú là chị ở dưới đây đúng không? Em có biết đâu. Đúng rồi, có ai biết gì đâu. Vậy là đã tìm được 2 người rồi. Vườn nhà chị Thơ mênh mông như thế này, nếu mà đi tìm từng gốc cây ngọn cỏ thì mệt chết mất. À đúng rồi, anh đã có cách. Ta-da, anh sẽ dùng cái flycam này để đi tìm các bạn ấy.
Sau khi đã bay lượn kỹ càng thì anh phát hiện ra là không có ai nấp ở trong vườn hay là trốn trong bụi cây nào cả. Vậy thì chắc chắn chỉ có thể là những chỗ trốn ở trong nhà mà thôi. Hello em Thỏ. Ơ, cửa này khóa mất tiêu rồi. Biết là có ai trong này không nữa nhỉ? Có ai trong này không? Nếu mà cửa khóa không vào tìm được là không tính đâu nhá. Không biết là có bạn nào chơi gian hay không nữa. Thôi, anh sẽ vào chuồng gà trước vậy. Vậy thì trốn ở đâu ta? Hả? Tại sao lại có cái ghế ở đây nhỉ? Ta-da! Để xem lại xem. Phú! À, Phú đã chết! Ai cho mày tìm được con? Tôi có biết trong này nó thúi không? Ai bảo chọn chỗ thúi để trốn? Nhưng mà chỗ này cũng hơi bị hay đấy, hơi bị lý tưởng ấy. Nếu mà Phú nhỏ hơn xíu nữa là anh sẽ không tìm ra đâu. Với lại là lần sau Phú trốn ấy, Phú phải giấu cái dụng cụ mình đã trốn chứ. Để cái ghế như này thì ai chả biết. Và như vậy là chỉ còn mỗi căn nhà này là anh chưa khám phá, bởi vì nó đang bị khóa. Và cũng chỉ còn duy nhất chị Thơ ngáo ngơ của chúng ta chưa được tìm ra. Anh tin rằng chị ấy đang trốn ở trong căn nhà này. Và chắc hẳn là chị Thơ đang rất hí hửng với kế hoạch chơi gian của mình. Chính vì thế, anh sẽ đưa ra một quyết định. Chị Thơ sẽ bị xử thua cuộc do phạm luật và sẽ bị loại khỏi trò chơi này. Mấy đứa này, chú có tin vui đây. Hả? Trời ơi, sao mặt mũi đứa nào cũng ỉu xìu vậy? Thua hết rồi chú ơi. Đừng lo, có tin tốt đây. Chú đã phát hiện ra một sự thật kinh khủng khiếp. Đó chính là dì Thơ chơi gian. Cho nên là dì Thơ mặc dù chưa được tìm ra nhưng cũng sẽ không nhận được phần thưởng của chúng ta nữa. Và cái phần thưởng này thì sẽ dành cho ba đứa. Ta-da! Bởi vì Phú là người được tìm ra cuối cùng, trốn kỹ nhất. Cho nên là Phú sẽ được sử dụng chiếc xe này 3 ngày trong một tuần. Còn Uyên và Linh thì mỗi người được sử dụng 2 ngày trong một tuần. Hợp lý chưa? Dạ, ok. Ok, ra nhận phần thưởng thôi.